chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh bác tô mình là bác tô đây và đây là râu trắng râu trắng năm sao chúng ta có một uh, cái hình thức đánh nhìn rất là aoe nhưng mà thực ra thì chỉ đánh đơn mục tiêu đó bởi vì lão già này uh, là một lão già bảo thủ và ông không biết theo trend cho đến khi mà ông nhận ra là ông quá yếu và ông biết theo trend rồi á uh, thì cũng quá muộn và trend hiện nay là gì Trend hiện nay uh, là đánh vừa đặt ra là phải aoe đó, phải vừa đặt ra là phải AoE, ban đầu ông yếu đến nỗi phải nhờ thằng con của ông thằng A ra đép phụ Đây là một sự thật, à, sau khi nâng mát lên thì ông mới biết đánh AoE Nhưng mà đàm chỉ 134 cho một râu trắng level 20 Vì thế đây là lý do khiến cho râu trắng bị cộng đồng chúng ta ghẻ lạnh à, tất nhiên là ở đây nó có một cái sóng thần, à, sóng thần 900 đam Nhưng mà không thực sự hay, bởi vì... Uh, <laughs> Nói chung là người ta cần đam á là dồn vô mục tiêu thì cái triệu hồi này là bao lâu? Quá lâu. Đấy, người ta cần đam dồn vào một chỗ thì để người ta dễ càng mà tính toán để dễ dàng triển khai, anh em thấy không? Nãy giờ thì sống thần có qua hay không? Chưa. Đó, ở, ở, bây giờ nè, chính thần sống thần còn 900 máu. Đương nhiên á, đây là một map mà của bắp nhất. Nếu như á, mà mình đi đến những cái map xịn hơn thì một cái cơn sóng thần này bao nhiêu lâu này nó triệu hồi ra thì nó không có đam. Rõ ràng là như vậy đó Bởi vì không biết theo trend cho nên là râu trắng đã bị cộng đồng chê Vì thế là cho nên bây giờ tôi sẽ thoát game À mà thôi tôi sẽ để đây để cho anh em à, à, lát mình sẽ nói tiếp cho anh em Được rồi thì à, bây giờ chuyển qua quay màn hình và mình sẽ bật trình diệt ẩn danh lên mình sẽ cho anh em xem một cái này chắc chắn anh em sẽ rất thích luôn đây đây là râu trắng trước khi chết ông nói quan bi thực sự tồn tại đó và đây là gì? Đây chính là râu trắng trước khi chết sao gì Được gọi là giống như là râu trắng mà khi mà bị Akainu đấm. Và đây là gì? Đây là chiêu thức mới của râu trắng. Mình tin chắc đây là một cái update mới và sẽ có râu trắng 6 sao anh em à. à đánh hình thức là đánh chấn động như thế này mình mong là đánh phải AoE nhưng mà không. Không sao mình không cần phải mong đâu bởi vì trên bây giờ á là phải đánh AoE trên bây giờ là phải đánh AOE e nên mà vừa đặt ra phải đánh ao e chứ nếu mà không theo trên á không đánh ao e thì chúng ta phải có một lượng đam cực kỳ cao để dồn vào một cú đánh chấn động của ông chứ với đầu trắng mà sức mạnh như vậy mà ông phải nhờ thằng con ông ra đép vụ mà thằng con là gì cái thằng con của ổng á là ổng phải đi đến tổng bộ hải quân ổng cứu ổng cứu Đó làm ra nghĩ sao râu trắng kiểu này tính ra còn thua cả là hỏa quyền A nữa Thì đây là một sự điệt hồi cho những ai là fan của râu trắng Anh em cũng thấy rồi đó ừ, Nhưng mà không sao Thì à, bây giờ á, là chúng ta sắp có râu trắng 6 sao rồi Còn thời gian cập nhật mình không biết <laughs> Mình không biết thời gian cập nhật là như thế nào Nhưng mà chúng ta hãy chuẩn bị chính tinh thần đi Uhm, và với lại là admin bây giờ mình thấy á, là chỉnh lại thì cũng được rồi giống như là đợt trước là cập nhật uh, Riza uh, Golden Riza 6 sao Minato 6 sao thì trong ngày đó là có bán sẵn để mình quay luôn chúng ta chỉ cần chuẩn bị kim cương nữa Chuẩn, chuẩn bị kim cương thôi không nhất thiết mà phải quay trước để làm gì tại vì à, mà thôi nếu như cẩn thận thì anh em cứ quay trước đi cẩn thận vẫn tốt hơn mà cẩn thận không bao giờ thừa để không là lỡ tới chừng đó không bán cái admin tròn không có bán giống như đợt trước cái... xong anh em lại chửi mình nữa ừ, được rồi đây là đầu trắng sáu sao à, đối với mình mình mong là đây sẽ là những cái nhát chém chấn động chứ không phải là triệu hồi sóng thần nó cù bắp lắm đó thì hồi sống thần chỉ lúc mà đầu tiên ông vô thôi cũng không có cái gì hay cả cái này mới là thật sự là hay một cú đánh nếu như không ao e không theo trên thì đánh một phát chém chấn động là phải tầm một ngàn mấy hai ngàn đam cho tôi đó như vậy nó mới hợp lý nó phù hợp với một con hero 6 sao chứ đó như là minato hiện tại nếu anh em nâng mát lên level 80 đánh ao e thì vẫn là một ngàn mấy đam một phát đúng không à, ngàn rưỡi hay như mình không không nhớ rõ nếu như mà râu trắng đánh đơn mục tiêu là phải đánh nhanh hơn và đam hai trở lên vì lúc đó búp lên nó mới thực sự là mạnh lúc đó mới dồn đam mới mạnh chứ đúng không ít ra thì đánh đơn mục tiêu là phải là con dồn đam như vậy còn aoe thì tốt nhưng mà mình nghĩ là râu trắng với sát thương chấn động thì phải là aoe hoặc là một chiêu nào đó triệu hồi mình bấm cái là nó nứt đất làm cho đối phương bị đứng lại không thể đi qua hay cái gì đó nói chung là nó muôn 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 vàng cái để mình có thể tưởng tượng ra lúc này bởi vì admin chưa ra mà. Ừ, anh em có nghĩ đến một cái kiểu mà à, Râu trắng sẽ có một chiêu mà mình bấm để triệu hồi không? Ví dụ như là AOE của ổng rộng hơn nè. Ừ, sau khi triệu hồi thì sẽ ra những một, một cái tạo ra những cái vệt nước dưới đất và khi mà ừ, cái những cái con lính này đi qua nó sẽ bị chón cái một là chón là chón Chóng à, chón là nó đứng lại hoặc là nó chón theo kiểu chón vàng bị làm chậm đó là không đi được cái này thì hơi war rap một tí nếu như à, anh em nào chơi war rap thì sẽ biết có hai hiệu ứng chón một cái hiệu ứng á là kiểu như chón đứng yên một hiệu ứng chón là kiểu như chón ván thì đi không nổi á đấy thì mình thì mình nếu mình nghĩ đến cái hiệu ứng thì phải như vậy thì hay nhưng mà không biết thì admin sẽ làm như thế nào đó thì đó là cái 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 suy nghĩ của admin thôi còn mình thì chỉ ngồi đây và mình dự đoán mình chém gió với anh em thôi còn anh em mà nghĩ ra là râu trắng có những chiêu thứ như thế nào thì hãy commenter lại bên dưới đó chứ um, nói chung là mỗi người sẽ có một ý tưởng khác nhau và chúng ta hãy bàn luận về những cái chiêu thức mới những, những cái gì đó của râu trắng um, mình nghĩ là sắp cập nhật rồi có thể là hai tuần sẽ là cập nhật lớn còn trong tuần này chắc là không có cập nhật đâu đây chỉ là xô hàng thôi và trong tuần này thì đến bây giờ mình vẫn chưa thấy có một bản cập nhật nào có lẽ là Ồ nhưng mà admin show ngay lúc này có nhiều khi là giữa tuần thứ tư đó nhá, anh em um, đó thì mình cũng không chắc chắn được nói về những người con của râu trắng á, nếu như mà xem như trong phim thì anh em cũng biết là đầu trắng có rất là nhiều người con, đặc hầu như là con có đầu trắng là trên thiền ai cũng là con hết. nhưng mà những đội trưởng, à, những đội trưởng gọi là những đội trưởng đi ha, thì như là A, chúng ta chỉ mới có A những người như là Duy Kim Cương hay là Marco hay là nãy kia um, vẫn chưa được khai thác trong game này và đến bây giờ á. Thì um, râu trắng đã lên 6 sao rồi Không biết là sau khi râu trắng lên 6 sao Thì những cái uh, thuyền viên của băng rau trắng có được xuất hiện hay không ừ, Nhưng mà theo mình cá nhân của mình Thì chắc là cái chuyện này rất là khó Mình nghĩ là không xuất hiện đâu bởi Vì đây là trong game Và anh em cũng thấy uh, Cái lớp nhân vật của One Piece nó quá rộng rõ ràng á, thì các nhân vật phản diện nhân vật phụ thì nó vẫn tồn tại rồi nó vẫn cứ nằm hoài trong game nếu như mà hầu như là đưa hết những nhân vật đó vào thì cái lớp quanh bi nó quá nhiều so với những bộ phim hoạt hình khác đơn giản mình ví dụ như The Dragon Ball thì rõ ràng là nhân vật phản diện là nhiều nhưng mà sau khi tổng kết lại chúng ta còn gì chúng ta còn rất là ít nhân vật chẳng hạn như là nhìn sơ qua anh em có thể thấy nè Uhm, nguyên một binh đoàn Riza thì các nhân vật phụ á, là bây giờ thành Rip trong đây hết, thành lính trong đây hết, còn chỉ giữ lại một Riza thôi. Uhm, nếu như mà khai thác hết á, thì cũng không hợp lý, bởi vì hầu như á, là những cái nhân vật đó thì uhm, nó xuất hiện rất là ngắn nó so với á thì Piece <laughs> nó cái anh em cái chẳng hạn như giờ cái uh, Marco đến bây giờ là bao nhiêu tập rồi Marco đến giờ, giờ vẫn còn quay lại những cái thành viên của băng hải tặc râu trắng đấy nếu như mình đưa hết vào thì nó quá dài đúng không anh em nó quá nó quá dài đi Nên là nó không phải là quá dài mà nó quá nhiều nhân vật So với những cái um, nhân vật khác Trong uh, những cái bộ phim khác Vậy, vậy thì, thì game này nó không phải là on Tower Defense nữa Kiểu như là One uh, b Tower Defense anh em à <cười> Tower One <laughs> b Tower Defense rồi Tại lúc đó nó chỉ còn có One b thôi ừ, Còn những cái nhân vật khác Coi như là chỉ là phụ những cái phim khác Vô nó, nó không có bao nhiêu nhân vật Đó thì theo mình nghĩ là vậy Nhưng mà mình vẫn rất là mong Có những sự xuất hiện của Marco Hay là những một số cái nhân vật của đầu Rắn Anh em có mong như vậy không? thì có thì anh em hãy để lại cái ý kiến của mình bên dưới còn bây giờ thì mình sẽ kết thúc video này tại đây ừ, các bạn xem tới đây thì đừng quên ấn một cái like một cái chia sẻ hay là một cái subscribe nó không mất tiền mà rồi thì các bạn cảm thấy sao về video này thì hãy để lại bình luận bên dưới và mỗi ý kiến đóng góp của các bạn là sự thành công mình trong tương lai xin cảm ơn gặp lại bye bye anh em nha